Xin chào quý vị khán giả của FPT Play. Quý vị đang cùng theo dõi bản tin bóng đá Việt ngày 31 tháng 10. Thưa quý vị, nếu nhớ một người thân mà bạn chưa thể gặp mặt trực tiếp thì bạn sẽ làm gì? Công nghệ hiện đại đã kéo gần khoảng cách địa lý, giúp chúng ta có thể nhìn thấy gương mặt của bất kỳ ai ở bất kỳ địa điểm nào chỉ thông qua thiết bị di động. Và thầy Park Hang-seo hiện tại vẫn đang đồng hành cùng U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á nên chưa thể trực tiếp chỉ đạo đội tuyển Việt Nam, nhưng ông vẫn thường xuyên cập nhật tình hình của các học trò và có những chỉ đạo kịp thời thông qua video call. Dù đang bận nhiệm vụ cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á tại Kyrgyzstan, song huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn rất tích cực theo dõi đội tuyển Việt Nam từ xa qua những buổi họp online cùng trợ lý Lee Young-gin và toàn đội. Trong buổi họp trực tuyến ngày 30 tháng 10, thầy Park khá quan tâm đến tình hình sức khỏe của Minh Vương cùng những cầu thủ khác, bởi trước mắt sẽ là hai trận đấu trên sân nhà trước Nhật Bản và Ả Rập Xê Út tại vòng loại 3 World Cup 2022. Bên cạnh đó, ông cũng nhắc nhở toàn đội thực hiện tốt ý đồ của mình đề ra. Và theo kế hoạch, sau khi U23 Việt Nam khép lại hành trình vòng loại U23 châu Á 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có mặt tại đội tuyển Việt Nam từ ngày 4 tháng 11. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam chưa có điểm số nào sau 4 lượt trận. Sắp tới chúng ta sẽ đối đầu với đối thủ rất mạnh là Nhật Bản. Đây là thử thách rất lớn với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Và mới đây, báo chí Trung Quốc lại bất ngờ dự đoán một kết quả có lợi dành cho Việt Nam khi các chiến binh sao vàng được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả nhà. Sohu, một tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc vừa đưa ra nhận định tin tưởng vào một chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu mà chàng David nhỏ bé đối đầu với một Goliath khổng lồ mang tên Nhật Bản. Tờ báo của Trung Quốc bình luận, Mỹ Đình sẽ được đón tiếp 12.000 khán giả vào sân. Với sự cổ vũ của cổ động viên nhà, đội tuyển Việt Nam sẽ hừng hực khí thế và có nhiều cơ hội đánh bại đội tuyển Nhật Bản ở lượt trận thứ 5, vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Việt Nam sẽ lập nên kỳ tích nếu thắng Nhật Bản và có thể đẩy đội bóng của chúng ta, đội tuyển Trung Quốc, xuống vị trí cuối bảng B. Nếu đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo thắng cả Ả Rập Xê Út, thì cục diện của bảng đấu sẽ vô cùng hấp dẫn. Nên nhớ rằng, sau khi đã để thua cả 4 trận đấu đầu tiên trước Ả Rập Xê Út, Úc, Trung Quốc và đội tuyển Oman, góc nhìn của người dân Việt Nam và truyền thông Việt Nam đã khá thực tế về đẳng cấp thực sự của các đối thủ hàng đầu châu Á. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sau trận thắng vất vả ngày giao quân vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam có 5 ngày chuẩn bị cho trận đấu cuối bảng Y. Tận dụng thời gian được nghỉ trong loạt đấu thứ hai, huấn luyện viên Park Hang-seo dành thời gian nghiên cứu kỹ đối thủ U23 Myanmar trước khi trực tiếp đối đầu đối thủ này. Đội tuyển U23 Việt Nam có 5 ngày chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển U23 Myanmar tại vòng loại U23 châu Á sau trận thắng vất vả ở ngày giao quân trước đội tuyển U23 Đài Bắc Trung Hoa. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã cùng các trợ lý theo dõi trận đấu giữa U23 Myanmar gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 30 tháng 10 để nghiên cứu kỹ đối thủ Myanmar. Trước đó ông khẳng định mình không có nhiều thông tin về đội tuyển U23 Myanmar do đội bóng này ít thi đấu. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng yêu cầu các cầu thủ theo dõi trận đấu này qua đường link nội bộ do ban tổ chức cung cấp và sau đó tại cuộc họp chuyên môn vào ngày 31 tháng 10, toàn đội sẽ cùng phân tích kỹ lưỡng đối thủ qua băng ghi hình. Sau chiến thắng vất vả tại vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam bộc lộ nhiều yếu điểm cần phải cải thiện và đây cũng là nỗi lo mà huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải đối mặt về việc thiếu nguồn thế hệ kế cận chất lượng cho đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang phải đương đầu với nỗi lo thế hệ kế cận cho đội tuyển quốc gia bởi lực lượng của lứa U23 Việt Nam lần này không có được sự đồng đều giữa các tuyến và ít những nhân tố nổi bật giống như lứa Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu hay Bùi Tiến Dũng từng lập nên chiến tích ở Thường Châu cách đây 3 năm và sau đó trở thành trụ cột ở đội tuyển quốc gia. Cũng từng ấy thời gian, lực lượng ở đội tuyển quốc gia vẫn là những cái tên quen thuộc đó, không nhiều những gương mặt mới xuất hiện. Trước ý kiến cho rằng lực lượng U23 Việt Nam lần này kém chất lượng hơn so với 3 năm trước, thầy Park đã có những phát biểu nhằm bảo vệ giải tỏa áp lực cho các cầu thủ trẻ. Nhưng thực tế vẫn cho thấy, lứa U23 Việt Nam mới phải chật vật như thế nào mới có thể giành được chiến thắng cho U23 Đài Bắc Trung Hoa với thành phần gồm nhiều cầu thủ đang là sinh viên và công nhân. Quãng thời gian nghỉ dài do ảnh hưởng của dịch Covid-19 có thể là nguyên nhân dẫn đến việc lực lượng của U23 Việt Nam thiếu gắn kết và kém chất lượng đi. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa thì nằm ở việc các lứa mới của những trung tâm bóng đá trẻ hàng đầu như Hoàng Anh Gia Lai, PVF hay Viettel cũng chưa có lứa kế cận chất lượng và cơn đau đầu này không phải ngày 1, ngày 2 là có thể chữa khỏi. Nó cần phải được bắt tay vào mổ xẻ kỹ lưỡng và có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bộ phận để có thể tìm ra giải pháp vì tương lai ổn định của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ở phần cuối bản tin hôm nay sẽ là những thông tin chúng tôi mới cập nhật được về bóng đá Việt Nam cũng như bóng đá châu Á. Cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Ông Park Chung-kyun đã chính thức trở lại câu lạc bộ Hà Nội để bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới cùng đội bóng.
thuyền trưởng người Hàn Quốc đã hoàn tất 7 ngày cách ly cùng đội tuyển Việt Nam, nói lời chia tay với các cầu thủ cũng như ban huấn luyện đội bóng. Trước đó, theo đề nghị của huấn luyện viên Park Hang-seo, lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội đã chấp thuận cho ông Park Chung-kyun lên tuyển để hỗ trợ đồng hương trong việc huấn luyện đội tuyển tham dự vòng loại World Cup 2022. Sau trận đấu với Oman hồi tháng 10 vừa qua, huấn luyện viên Park Chung-kyun đã hết nhiệm vụ trợ lý cho huấn luyện viên Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam. Nhiệm vụ của ông ở hành trình tiếp theo là giúp câu lạc bộ bóng đá Hà Nội tìm lại sự ổn định sau hai mùa bóng có phần sa sút. Theo một số nguồn tin cập nhật, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Huy vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung về mức phí đền bù hợp đồng do tiền vệ này đơn phương phá vỡ hợp đồng với đội bóng. Theo những con số trong hợp đồng, mức phí mà cầu thủ quê Quảng Ninh phải bồi thường cho đội chủ sân Thống Nhất là 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, xét thấy đây là một số tiền quá lớn nên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm xuống còn 1,6 tỷ đồng. Tuy vậy, cựu cầu thủ của Than Quảng Ninh mong muốn chỉ phải trả mức phí là 500 triệu đồng sau quãng thời gian khó khăn thi đấu không lương cùng đội bóng cũ. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì có vẻ không muốn xuống nước thêm một lần nữa. Chủ tịch Hữu Thắng đã sẵn sàng để đâm đơn kiện Hải Huy lên VFF vì đơn phương chấm dứt hợp đồng. Câu lạc bộ Hà Nội đã chính thức thông báo chia tay máy quét người Uganda Moses Oloya sau 5 mùa giải gắn bó. Trước đó vào đầu tháng 10, Hà Nội FC đã hoàn tất thủ tục thanh lý với cả 3 ngoại binh gồm Moses, Giovane và Bruno. Khúc mắc duy nhất giữa hai bên lúc này là khoản tiền lương trong nửa mùa giải 2021 do V-League 2021 đã tạm dừng từ đầu tháng 5. Bến đỗ mới của Moses nhiều khả năng sẽ là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn tin từ tờ Zing cho biết, cựu tuyển thủ Uganda sẽ cùng Thành phố Hồ Chí Minh thỏa thuận ghi nhớ và anh cũng đã nhận tiền ứng từ câu lạc bộ mới. Hiện Moses đang ở quê nhà Uganda và anh sẽ sớm trở lại Việt Nam để hoàn tất thủ tục gia nhập đội bóng mới. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.